Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách để có thể hát cover lại cái bài Anh ơi ở lại, bài đang khá hot của Chipu, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Thì đây là một ca khúc nhạc ballad, cho nên là khi mà các bạn hát á, các bạn nhớ nè, cách để làm cho một cái bài ballad nghe cảm giác nó hay, nó truyền cảm hơn, đó là cái cách hát sâu lắng, nhẹ nhàng. Mình đừng có hát bị giật quá, bị nặng nề hay cứng quá thì nó sẽ làm mất cái chất ballad đó đi. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để hát được cái bài này trước, sau đó mình sẽ chỉ cho các bạn cách để làm phá cách hơn. Thí dụ đôi khi một số bạn muốn nó hơi rock hơn tí xíu cũng được, hoặc là R&B hơn tí xíu, thì một lát mình sẽ nói về những cái đó sau. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ trước về cái cách hát bài này ở cái tông gốc của nó nha. Nhưng mà tuy nhiên mình là giọng nam cho nên là mình sẽ không hát được chính xác cái như cái quãng giọng của một bạn nữ được. Cho nên là mình sẽ hát thấp xuống tí xíu và các bạn sẽ hơi khó nghe tí xíu nha. Rồi sau đó mình sẽ đàn cái tông đúng của cái giọng của mình và các bạn sẽ hình dung rõ hơn. Rồi, các bạn để ý cái khúc đầu nè. Lại lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Rồi, ngay chỗ này, khi các bạn hát tới cái chữ chia tay thì các bạn, theo các bạn thì các bạn sẽ hát như thế nào để cho nó ra được cái cảm giác đau đớn đó? Một số người sẽ hát một cách bình thản. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Nhưng mà một số bạn sẽ hát thì kiểu nó hơi đau đớn hơn tí xíu. Thì làm sao để cho nó đau đớn? Hơi gặn cái giọng tí xíu. Lại là chia tay, chia tay, chia tay. Nó nghe nó đau và nó nghẹn ngào, nó nấc hơn tí xíu. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Cái chỗ hiểu nhau này nè, các bạn có thể dùng một cái ngân nga nhẹ tí xíu. Sau những lần không hiểu nhau. Tiếp theo. Tại vì thơ ngây. Thơ ngây thì mình hát làm sao để cho nó ra được cái cảm giác thơ ngây đó. Nó vừa hơi đau đớn mà nó cũng vừa trong sáng tí xíu. Tại vì thơ ngây. Sau bao lần yêu vỡ nát nữa rồi. Cái đoạn này mình sẽ hát xuống cái tông của mình tí xíu nha. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ôm đã làm trái tim em có cầu vồng. Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan. Anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Rồi bây giờ mình chuyển thử qua cái tông nam và mình xử lý những cái kỹ thuật vừa rồi thì các bạn sẽ hình dung nó rõ hơn tí xíu. Thí dụ như cái này nhé. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Các bạn thấy chữ nhau mình kéo dài, hơi ngân nga nhẹ tí, nó sẽ làm cho cái cảm xúc bài này nó sâu hơn. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngây. Bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng. Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan. Anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Cái đoạn này các bạn nghe lại nha. Mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan. Anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Đoạn tiếp theo nha. Vì sợ cô đơn. Cô đơn đó thì các bạn hát như thế nào mà cho nó nghe nó cảm giác nó trống vắng, lặng lẽ tí xíu. Thì thay vì là vì sợ cô đơn thì lúc này mình không cần ngân nga đâu, mình hát một cách nó hơi ngắt gọn tí xíu thì nó nghe nó cảm giác nó cô đơn, nó trống trải hơn. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau, rất đau. Các bạn hát cho nó nặng nề, nó da diết tí xíu,
thêm hơi. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Chỗ này các bạn có thể luyến lấy, hoặc là các bạn hát với cái vòm miệng nâng lên tí xíu, nó sẽ làm cho âm thanh nghe cảm giác buồn hơn. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Cái chữ ở lại này nè, các bạn thử hát với một cái cách luyến tí xíu. Anh ơi anh ở lại, ở lại, ở lại, ở lại. Các bạn nghe cái luyến đó không? Luyến thêm một tí xíu nó sẽ làm cho cảm giác âm thanh nghe nó nặng nề, da diết, đau buồn hơn tí xíu. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Chơi vơi trống rãi, ngắn ngủi, đừng có kéo dài quá. Một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà, giờ cùng đã xác xơ bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Chỗ này là các bạn chuyển cái nốt nó xuống tí xíu để nghe nó, cái chỗ này là màu hợp âm thứ nha các bạn. Mà người lo lắng đâu rồi, các bạn nghe nó buồn hơn đúng không? Rồi rồi nhớ nha. Bây giờ mình thử lại từ cái điệp khúc nhé. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà, giờ cùng đã xác xơ bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Các bạn thấy là khi hát mà mình đưa vào những cái cách xử lý mạnh nhẹ nè, thêm những cái gằn giọng một tí xíu ở ngay những cái nốt mà nó thể hiện sự đau đớn, thêm hơi tí xíu, hoặc là ngắt gọn gàng ngay những cái nốt mà nó thể hiện sự cô đơn trống trải, thì lúc này nó sẽ nghe cái cảm giác nó phù hợp với cái ý nghĩa của ca khúc hơn. Còn nếu mà các bạn hát theo kiểu mà thuộc lời hát thôi á, thì có nghĩa là các bạn hát không có xử lý. Thì lúc này nếu mà mình hát có cảm xúc thì ok, nó có thể nghe nó hay. Nhưng mà cái cách mà cái người khán giả người ta cảm nhận nó không đủ chiều sâu. Cho nên là để cho một cái bài hát nó có cảm xúc hơn, thì cái mà các bạn cần đó là từng chữ một, các bạn phải xử lý và các bạn phải hiểu từng chữ đó. Thì lúc đó cái ca khúc nó mới hay hơn và nó nhiều cảm xúc hơn nữa. Mình hát, mình hiểu, mình có cảm xúc thôi chưa đủ, mà mình phải làm cho cái người khán giả hiểu được cái cảm xúc của bài thông qua những cái cách mà mình xử lý bài hát đó. Bây giờ mình thử lại tí xíu các bạn nghe có âm thanh, có micro vô thì nó sẽ nghe như thế nào nha. Rồi. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau, tại vì thương ngày bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có câu vòng, một câu vòng chỉ có khi mưa vừa tan anh cùng rời đi khi anh hết yêu. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp.
cho ai. Chỉ cầu xin anh em đã rất đau, đừng làm trái tim vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Vừa rồi là cái cách hát theo cái kiểu giọng của mình. Thì các bạn thấy là mỗi một người khi mà hát á, thì các bạn sẽ có những cái cách xử lý khác nhau. Mình ví dụ đối với lại một cái người mà họ muốn nó phá cách nó lạ hơn tí xíu á, thì các bạn hát có thể là thêm những cái phiêu luyến hoặc là thay đổi cái nhịp một tí xíu. Vừa rồi các bạn nghe là các bạn cũng thấy mình đã thay đổi nhịp theo cái cách của mình, thậm chí thay đổi cao độ theo cái cảm giác, cái cảm hứng của mình luôn. Thì các bạn cũng có thể thay đổi giống như vậy, bởi vì là một cái bài cover các bạn muốn cho nó hay á, thì các bạn cần làm cho nó sáng tạo hơn. Nếu như mình hát y chang cái người ca sĩ gốc thì nó không có gì khác biệt hết. Còn nếu mình thay đổi nhịp hay thay đổi giai điệu, hoặc là thậm chí các bạn có thể thay đổi cả hòa âm, thì lúc này cái bài nhạc của các bạn nó sẽ nghe nó có cảm xúc, nó có hồn và nó có chất riêng của các bạn hơn. Bây giờ mình thử nha. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Luyến nhẹ đi xíu chỗ đó. Tại vì thơ ngây, bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô. Các bạn thấy nhịp thay đổi không? Thay vì là tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, thì bây giờ các bạn có thể hát là tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có câu vòng, câu vòng, câu vòng. Thay vì là đã làm trái tim em có câu vòng, câu vòng. Là luyến có hai nốt thôi, mình có thể luyến nhiều nốt hơn. Câu vòng, câu vòng, đã làm trái tim em có câu vòng. Một câu vòng chỉ có khi mưa vừa tan, anh cùng rời đi khi anh hết yêu, hết yêu, hết yêu. Thì với những cái cách luyến vừa rồi á, các bạn đã chuyển cái bài này từ pop ballad thành một cái bài mà nó nghe có cảm giác hơi R&B hơn tí xíu. Mình thử lại với cách luyến đó nhé. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngây, bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có câu vòng. Câu vòng chỉ có khi mưa vừa tan, anh cùng rời đi khi anh hết yêu. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời, một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Các bạn thấy là thêm những cái luyến lấy vào nó làm cho các bạn là các bạn hơn, hơn là mình phải hát giống một cái người ca sĩ đã từng thể hiện thành công bài này rồi. Đó là một cái cách để các bạn có thể làm cho nó ra R&B tí xíu nha. Còn nếu mà các bạn muốn nó rock hơn tí xíu á, tại vì một số bạn, thí dụ giống như bản thân mình đi,
thì mình hát lúc nào một cái bài bình thường nó cũng nghe nó có cảm giác nó hơi rock một tí xíu, là bởi vì cái chất của mình nó như vậy. Thì các bạn cũng có thể thêm vào, thí dụ là lại là chia tay sao nhưng lần không hiểu nhau, thì các bạn thấy là lúc này cái chất của rock nó thể được thể hiện ở cái sự nặng, bởi sự chắc chắn trong từng cái nhịp, cái beat mà mình hát. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau, tại vì thơ ngây sau bao lần yêu vỡ nát nữa rồi, tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng, một cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Các bạn thấy là đối với rock âm thanh nó có vẻ thẳng hơn, chắc chắn từng nhịp hơn, và cái giọng điệu của mình nghe nó cũng giác cũng cảm giác nó gai góc, nó nặng nề, nó thô ráp hơn một tí xíu. Tùy các bạn chọn cái phong cách gì mà cái giọng hát của các bạn sẽ được xử lý theo cái cách đó. Thì vừa rồi là cái mà mình đã chia sẻ cho các bạn để các bạn có được cái mẹo, những cái kỹ năng và những cái kỹ thuật để có thể làm cho cái giọng hát của mình nó phù hợp hơn và nó lạ hơn với cái bài nhạc Anh ơi ở lại này. Thì hy vọng rằng những kỹ thuật vừa rồi đã giúp cho các bạn hát tốt hơn và có thể tự tập luyện được cái bài hát này. Nếu như các bạn cảm thấy có những cái khó khăn hay những cái câu hỏi thắc mắc thì các bạn cứ gửi về, gửi inbox cho mình cũng được, hoặc là các bạn gửi về trực tiếp vào trong fanpage trường âm nhạc Adam Music, thì luôn luôn có những cái người giáo viên, những cái bạn có chuyên môn và thậm chí mình cũng trực tiếp trả lời những cái câu hỏi, những thắc mắc của các bạn để các bạn có thể ngày càng hát hay hơn và theo đuổi được với đam mê của mình. Mình là Đoàn Nhược Quý, là giảng viên âm nhạc tại trường Adam Music, và những cái buổi livestream như thế này sẽ được thực hiện vào chiều ngày thứ bảy hàng tuần. Nếu như các bạn cảm thấy rằng là các bạn muốn học thanh nhạc mà các bạn không thể đi đến trường lớp được thì các bạn cứ xem những cái livestream như thế này, nó sẽ giúp cho các bạn càng ngày hát hay hơn. Và nếu như các bạn cảm thấy là tự tập luyện một mình nó khó quá thì các bạn có thể đến với trường âm nhạc Adam Music tại số 192 Võ Thị Sáu. Số điện thoại để liên hệ là 028-6683-0183. Thì nếu như các bạn muốn được học bởi những cái giáo viên ở đây hoặc là học với mình thì các bạn cứ liên hệ với lại trường âm nhạc Adam Music qua số điện thoại vừa rồi để các bạn tư vấn viên sẽ có thể tư vấn và sắp lớp cho các bạn được học trực tiếp với các giáo viên ở đây để các bạn có thể được cải thiện tốt hơn. Bởi vì đôi khi các bạn tự tập luyện ở nhà nó sẽ khó cho các bạn có thể biết được là mình bị sai cái gì hoặc là có những cái mẹo tập luyện nào nhiều hơn nữa để giúp cho mình phát triển nhanh hơn. Thì ở đây những cái người giáo viên sẽ giúp cho các bạn làm được cái việc đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào chiều ngày thứ bảy tuần sau vào lúc 18 giờ. Hãy đón xem những cái livestream của mình để cho các bạn có thể hát hay hơn mỗi ngày. Bye bye các bạn, chúc các bạn một buổi cuối tuần vui vẻ.